Cụ Phèo xin kính chào tất cả các bạn. Vâng, năm mới đã đến rồi. Mình chúc tất cả các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng. Vâng, hôm nay sẽ là một phần truyện từ Võ Lâm Bộ Truyện. Mình đặt tiêu đề là Võ Lâm Bộ Truyện 2020 cho nó mới mẻ. Sau đây mời anh em cùng thưởng thức. Vâng, lại một mùa xuân nữa chuẩn bị về. Giữa không khí đất trời đang vào xuân thì chốc chốc tôi lại dựng tóc gáy bởi những âm hưởng bolero do Tẩm Dương trình bày phát ra từ cái loa kẹo kéo nhà anh. Cứ mỗi độ xuân sang là Tẩm Dương lại ngân vàng cầu hát: mỗi mùa xuân sang nghĩa trang gần thêm một đoạn. Và cứ mỗi lần anh hát thế là bên kia hải gióng lại chạy ra chửi: à, cái lịt vẽ nhà thằng Tẩm Dương, mày đang chủ bố mày phóng. Tẩm Dương thì cười hề hề bảo: ấy chết, là em nói thế chứ lịt đều như bác hải gióng thì chỉ sợ bệnh viện gọi chạy thận, chứ sợ đéo gì nghĩa trang bác nhỉ. Mà ngày xưa Tết ở khu tôi vui lắm. Đó là lúc mà cả đám dị nhân kiên lạc gia trang, ngoài việc chơi game thì còn bú rượu tì tì, xong rồi kéo qua xóm trọ dính loan dịch vụ tắm cho giải rượu. Những ngày cận Tết năm 2006, Thích Phá Giới bàn với chúng tôi: thầy mới kiếm được một mối đặt làm bánh chưng, bánh tét để cúng Tết. Đứa nào mà theo thầy làm bánh kiếm tiền chơi game thì theo thầy lên tự. Thấy có mối thơm, bọn tôi hí hửng theo chân ác tăng lên tự của thầy. Lên tới nơi thì mới vỡ lẽ: ác tăng năm đó bị kỷ luật, hạnh kiểm yếu và bị trụ trì cắt mẹ thưởng Tết, túng tiền nên thầy làm liều dụ bọn tôi đi gói bánh bán kiếm tiền tiêu Tết. Nói chung nguyên nhân là do Thích Phá Giới nghiện game, cứ trốn chùa đi cải võ lâm. Lâu lâu thầy cũng thó tí đỉnh tiền công đức để sắm đồ. Ngày đó Thích Minh Không có con Nokia năm 2000. Thế là nhân lúc Thích Phá Giới đang rón rén cậy thủng công đức thì không chọc quay video clip bắn bờ laptop cho trụ trì. Trụ trì cày lắm, lại nhân việc ác tăng vì mê game mà tụng kinh không đều nên cắt hết mọi khoản chi tiêu của thầy. Thế là thầy đói, mà đói thì thầy phải xoay và dụ bọn tôi lên chùa làm bánh bán Tết là vì vậy. Nếu là làm vài cái trò vui thì cũng không nói làm gì. Đằng này Thích Phá Giới bị trèo mõm lâu ngày nên tham lam, ai đặt bao nhiêu thầy cũng ồm tất. Thành thử đến ngày cuối chốt sổ thì sổ bánh người ta đặt lên đến gần 300 cái. Mà tiền cọc thì thầy nhớ đập mẹ hết vào cây đại phong đạo tốc 30, sát thương 41 điểm rồi. Đầu tiên, theo như hải gióng phân tích thì lịch mẹ ác tàng nhà ông chứ, 300 cây bánh tét thì ông phải sang nhà lão Tần Thủy Hoàng bên Tàu mượn cái vạc dầu về đây mới đùn đủ. Thích Phá Giới thì thừa biết tầm này, mà đám dị nhân đâm nản thì thấy bốc cứt nên cũng ngọt nhạt: ấy ấy, nhiều thì ta chia nhỏ ra mà nấu, anh em cố gắng xong vụ này thiếu đéo gì tiền sắm đồ. Nghe thầy nói bùi tai, thế là cả đám bọn tôi lại cong đít phụ thầy đi cắt lá chuối, đi khuân nếp, khuân đậu xanh. Cường Lé thì bảo: lịch vẹ, thế bánh đéo có nhân thì đà. Thầy tặc lưỡi chửi: lịch vẹ, nghe rất duyên. Vốn dĩ Thích Minh Không có trồng một vườn cây chuối khoảng 100 gốc để dành bán Tết. Bọn thôi thì đéo biết chuối đó là của không chọc, vì ác tăng bảo là của chùa. Thầy bảo cứ cắt hết lá chuối đem đi gói bánh. Ngoài ra để trả công thì thầy cho mỗi đứa một buồng, cứ chặt mang về. Bọn tôi đẫn hết của không chọc cả chục buồng chuối. Rồi hải gióng lại sai đinh bộ lĩnh điều quả xe bò tới trở về. Vừa xuống dưới trần dốc thì gặp ngay không chọc đi làm pháp sự về, mặt đỏ kè vì bú rượu. Thầy hề hề hỏi:
Suối đâu nhìn mặt mặt thế? Cường lẽ bà suối của chùa Thích Phá Giới cho mỗi người một buồng, tiền công hái lá gói bánh. Vừa nghe chuối chùa thì hai mắt của Không Chọc long lên sòng sọc. Tam muội chân hỏa thì trực bốc ra từ hai lỗ mũi của Thích Minh Không. Đoạn thầy hét lớn: "A à, cái lịt mẹ thằng Thích Phá Giới, chuối tao chồng bán lấy tiền tiêu Tết đi chơi mà bọn mày dám chặt hả? Cái đơ cờ mơ bọn mày, bố sống chết với tụi mày hôm nay." Thấy Không Chọc nổi cơn điên, cả đám sợ toát mồ hôi vẹn, thầm rủa Thích Phá Giới trời dại. Đoạn không ai bảo ai, mỗi người ôm một buồng chuối té chạy khẩn cấp. Trong chốc lát chỉ còn lại mỗi chiếc xe bò đứng chờ trọi. Không Chọc điên tiết dắt bò về chùa rồi gọi người tới bán phát mãi. Lại nói về Thích Phá Giới, tuy vườn chuối méo phải của thầy, nhưng thầy vẫn kêu đám dị nhân chặt mỗi ông một buồng mang về cúng Tết. Không Chọc mất cả chục buồng chuối, đi tòng vài triệu bạc thì điên tiết. Vừa bước vào tự đã réo tổ tiên ba đời nhà Thích Phá Giới ra mà đòi chơi khổ máu. Thích Phá Giới biết mình đuối lý nên leo tưởng trốn mất. Không Chọc lùng mãi không bắt được ác tăng thì nộ khí càng sùng thiên. Đoạn nhớ tới chiếc xe bò, thầy gọi luôn cho người xóm lò mổ tới để hóa giá. Thích Phá Giới nghe tin Không Chọc gọi người bán bò thì giật mình, bắn tin ngay cho Đinh Bộ Lĩnh. Lão họ Đinh mếu máo đạp xe phía sau bục bùng chuối, chạy lên tự trả cho Không Chọc xin nhận lại bò. Cơ mà thầy đéo chịu, thầy bảo: "Lịp mẹ tao mất cả chục buồng chuối, giờ trả có một buồng thì có thằng dở người nào mới chịu với mày?" Thế là Đinh Bộ Lĩnh lại mếu máo chạy tới từ dinh của từng dị nhân, gom hết chuối lên trả lại cho Không Chọc. Cơ mà thầy vẫn đéo chịu, thầy bảo chuối của thầy 28 mà 9 Tết bán mới có giá, bây giờ mới có 2-3 Tết bán sẽ không được giá. Và theo lý lẽ của Không Chọc thì thầy sẽ đổi chuối lấy bò, cụ thể là chục buồng chuối ấy Đinh Bộ Lĩnh cứ việc đem ra chợ bán, thầy đéo cản. Thầy chỉ thu lại con bò lẫn cỗ xe đem bán, gọi là đền bù thiệt hại. Thấy Không Chọc nhất quyết đòi đổi chục buồng chuối lấy con bò, ai cũng rủa là thầy ác hơn cả Thích Phá Giới. Đinh Bộ Lĩnh vừa sợ mất bò, vừa sợ phụ thần lôi ra đường phang cho 100 quân côn thị chúng, thì ngất lên ngất xuống. Một hồi thấy Đinh Bộ Lĩnh cũng tội, lại nghĩ tất cả là do Thích Phá Giới bày đầu. Không Chọc cuối cùng cũng chấp thuận nhận lại chuối với hai điều kiện: một là cả đám phải mang ra chợ bán lấy tiền về đưa thầy; thứ hai là phải xích được Thích Phá Giới về trình diện. Điều kiện thứ nhất rất nhanh chóng đã được thực thi, bởi Đinh Bộ Lĩnh nhờ chị Lan già ra ngoài chợ bán giùm. Tuy nhiên, điều kiện thứ hai, lúc này Thích Phá Giới đã rẽ đất chạy đi đâu mất tiêu rồi, không ai biết. Thành ra yêu cầu nếu các bạn vẫn thấy Võ Lâm Bộ Chuyện hay thì hãy để lại một like, cũng như chia sẻ giúp mình đến nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại.